Ok, thì hôm nay mình sẽ bày cho các bạn chuyển từ một cái mạch điều khiển động cơ ba pha, rotor lồng sóc gắn tiếp và điều khiển bằng hammer. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai nút nhấn, đây hai relay và relay hammer. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm mà delay này đây là thiết bị trang. Để chuyển sang mặt điều khiển. Chuyển để vừa chuyển vừa ở đây chúng ta sẽ có nút nhấn S1 là thường rồi gọi nút không chấm. Sau đó có S2 sẽ là thường mở rồi ý 0.1 chúng ta sẽ nhìn thì ở đây chúng ta sẽ có một quả ca chúng ta vào nhé mà không chấm thì mình sẽ là chúng ta sẽ xong được phần bên đây. Coi. Ok thì bây giờ có ca thường tổng dưới đây bây giờ ca và ca hai và ca hai xuất ra rồi. Vậy thì cho quy để chúng ta ra ngoài từ biểu C. Đây đây chúng ta sẽ có timer đúng rồi timer timer thì chúng ta sẽ on dạ.
đây đi, thì các bạn có thể tương đồng ở đây đó sẽ 5.000. Một và k đây không rồi, ở đây sẽ là hammer tiếp đổi tên lại đúng. Động. Chưa rồi. Hai
Tờ. Okay. Update.